vậy là đẩy nước rồi, còn có hát karaoke miễn phí. Dạ hát luôn cô, hát luôn cô, rồi hát luôn, hát luôn, hát luôn, rồi hát luôn, hát luôn cô, rồi chơi luôn, chơi luôn. Bữa nay có món gì mới không cô? Dạ bữa nay con thấy nhiều món hơn mọi bữa nè cô. Dạ không kịp nữa không ai, không kịp nấu luôn rồi, không kịp nấu luôn, không kịp nấu luôn là vừa ăn luôn, vừa xúc ra là cho luôn hả, là hết rồi. Ừ, cái này có nói là mì gói liền nữa. Cái này là giống như là mình động da sắt rồi đó chú, mình luyện mình động da sắt mày luôn rồi. Dạ chị mấy hả, chị nó vô cho em bán gì, mình cứ yên tâm rồi chị. Bán nước tương. Nước tương. Nãy giờ nước uống, nước ngọt miễn phí, bây giờ. Giờ có nước tương hả? Có thử miễn phí chưa anh? Đây bên đây thì mấy cô cũng đẩy đẩy bánh mì. Dạ chào mấy cô luôn. Chào anh luôn. Mình mua đây mình đẩy cho bà con hả con? Đẩy cho bà con. Dạ. Dạ. Gia đình mình mua là tất cả bao nhiêu ký? Dạ hai tấn luôn, chỉ trong ngày 17 thôi đúng không? Không biết ngày mai nữa. Một với hai hả? Dạ bên kia một đi hai là hai bên luôn, kỹ hả cậu? Hết khách được mấy bữa rồi mấy em? Hello hello mấy cô. Dạ những hình ảnh rất là đẹp về đại lễ 18 tháng 5 mình cao tùng Vlog muốn gửi đến bà con cô bác, những hình ảnh thật sự là rất là đẹp luôn. Đó là những chai nước nghĩa tình. Cao Tùng Vlog mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm 2022 thì Cao Tùng Vlog lại tiếp tục cuộc hành trình quay toàn cảnh cũng như là cập nhật liên tục những cái hình ảnh mới nhất về đại lễ 18 tháng 5. Thì trên những cái con đường dài từ khi mà mình đi qua phà Năng Gù cho đến khi chưa đến An Hòa Tự thì những cái tuyến đường bà con đãi rất là nhiều những cái món ăn cũng như là bánh xèo miễn phí, hoàn toàn miễn phí nha bà con, trong đó có nước uống nữa. Thì nơi đây mình mới có đi khoảng chừng vài trăm mét mình bắt gặp được một cái chỗ đổ bánh xèo miễn phí nè của anh Ba Khía, hoàn toàn miễn phí nha bà con. Rồi bây giờ mình sẽ vào trong cái chỗ đổ bánh xèo để quay cho bà con cô bác tham khảo cũng như là xem tình hình hiện tại ở phía trong nè. Quá vui luôn rồi. Thật sự là cái không khí đại lễ 18 tháng 5 đã tràn ngập trên khắp cái nẻo đường của từ những tuyến đường dẫn vào trong chỗ An Hòa Tự cũng như là tổ đình. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đi những cái tuyến đường để quay cho bà con cô bác xem nha. Rồi trên cái đoạn đường mình đi đến An Hòa Tự thì ở đây có một cái chỗ bà con phát cơm miễn phí nè. Để mình vào quay cho con cô bác xem luôn. Ồ bánh xèo hả? Bánh xèo hả anh? Cái này có con thằng Hoàng. Mấy cô ở trong kia. Dạ. Mấy thằng la chim. Quán này của cô nữa hả cô? Bước chân miền Tây. Còn dạ. Sáng giờ đổ được như chiếc bột rồi. Hai chục ký hả cậu? Mình dự định đợi tới mấy giờ? Đủ quậy, ăn là mình hàng tới khi nào mà hết khách hả? Dạ. Nguyên số mình không lại. Nguyên số mình không lại ha. Quá im hả cô? Chúng ta chưa đến ngoài tự nhưng mà có không khí rồi đó. Mấy cô ăn cao ở đây ngồi. Cô mời luôn. Cảm ơn cô. Dạ. Đây. Cả đều đầu tương hết nha. Đầu tương hết toàn bộ.
Sáng giờ đổ được bao nhiêu cái hả cô? Biết không cô? Quá nhiều luôn hả cô? 50kg bột rồi. Quá nhiều luôn rồi. Người phụ một công việc ha. Còn kia còn mấy con kia rửa chén luôn rồi. Rồi cũng chúc mấy vị sức khỏe nha. Dạ. Dạ, sang năm mình đổ tiếp nữa. Rồi, con cảm ơn, con chào. Rồi tạm biệt mấy cô luôn. Đây. Đó. Đây là nguyên một cái thau đậu làm sẵn luôn nè. Ở ngoài này cũng có một cái chỗ đổ nè. Đây, chị này đang đổ 4 cái gì? Đang đổ nè, 4 nồi luôn. Dạ. Dạ. Cô Duyên hả cô? Dạ, cô Duyên. Đổ bánh xèo chuyên môn hồi nào giờ đó. Dạ, 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 cô đó. Dạ, cô. Đổ quá giỏi luôn cô. Dạ. Vợ chồng con cái gì đổ hết luôn. Rồi. Cái này là bà con nguyên cái xóm này luôn hả cô? Dạ, dạ. Dạ, im mới hả cô? Dạ. Đây, mấy cô đây thì rau, sắp rau. Ăn bao nhiêu là lấy bao nhiêu hả cô? Rồi chúc cô sức khỏe luôn đi cô. Dạ chúc mấy cô sức khỏe luôn. Sức khỏe vô dạ. Dạ để năm tên anh. Dạ. Rồi năm tới đang mình đi mình làm nữa ha cô. Dạ. Đổ nữa. Năm nào cũng có ba, năm nào cũng có giờ mới có đi ngang cái ăn không hả? Dạ. Bình thường cũng có bán xèo nữa. Rồi sau khi chia tay chỗ quán bánh xèo của anh Hoa Khía thì tiếp tục đi đến khoảng chừng 10m 20m thì lại có một cái chỗ bánh xèo miễn phí nữa nè bà con. Thật sự là hiện tại thì những cái tuyến đường dẫn vào tất cả những tuyến đường dẫn vào trung tâm của An Hòa Tự cũng như là trên khắp nẻo đường dự đại lễ 18 tháng 5 thì bà con miễn phí rất là nhiều luôn, tặng miễn phí rất là nhiều những cái món ăn cũng như là nước uống liên tục cho bà con cô bác nào đi dự lễ. Thì ở đây thì mình cũng có bắt gặp một cái đoàn đang cho nước nè, nó đây cho nước miễn phí luôn bà con. Đó. Đây, hello hello luôn, hello hello luôn. Đó. Mình cho nước bữa nay được mấy bữa rồi mấy em? Hello, hello mấy cô. Dạ. Cho được 2 bữa em. Dạ. Sáng giờ cho được bao nhiêu lốc nước rồi em gái? Không biết luôn hả? Dạ. Đây, hoàn toàn miễn phí luôn bà con. Rồi, đây quay mấy cô luôn. Rồi, mình cho nước suối rồi cho trà đường nữa hả con? Đúng rồi, trà đường lại cam luôn. Đó. Ở trong kia là mấy cô chuẩn bị cam sẵn hết trơn kìa. Cam chuẩn bị luôn đó. Mình dự định là đẩy tới bao lâu mình mới ngưng hả cô? Đẩy hoài luôn. Dạ đẩy hoài luôn hả? Dạ. Quay vô lúc nước kìa, nước chắc kìa. Đây đây đây. Đây phía trong nè mấy cô chuẩn bị nè. Đó. Rất là nhiều những lốc nước của nghĩa tình của bà con đã chuẩn bị sẵn cho để đẩy cho bà con nè. Rất là nhiều luôn. Rồi cảm ơn mấy cô nhiều nha. Dạ chúc mấy cô sức khỏe. Để năm tới mình tiếp tục từ thiện nữa. Dạ 25 tháng 11 luôn. Dạ 25 tháng 11 nữa. Dạ chiều nay cũng đăng liền. Con Cao Tùng Vlog. Dạ Cao Tùng Vlog. Đây liên tục. Anh cho chị em đăng ký. Anh Cao Tùng Vlog. Cao Tùng Vlog. Cao Tùng Vlog. À rồi. Rồi. Đây. Những hình ảnh rất là đẹp về đại lễ 18 tháng 5 mình Cao Tùng Vlog muốn gửi đến bà con cô bác những hình ảnh thật sự là rất là đẹp luôn. Đó là những chai nước nghĩa tình của bà con
để ủng hộ cho những cái du khách khi mà đi đến đại lễ 18 tháng 5. Hoàn toàn là xuất phát từ tấm lòng của bà con luôn, chứ không có lấy tiền hay gì hết nha bà con. Rồi, cảm ơn mấy em luôn nha. Rồi, tạm biệt mấy em. Rồi, ba chú nè. Quá vui luôn. Rồi, chỗ này bán vé số nè. Rồi, mình tiếp tục đi đến dài những cái con đường phía trước nha bà con. Hầu như là việc từ thiện đại nước cũng như là đại cơm của bà con rất là nhiều chỗ luôn. Rồi, dạ. Dạ, con cầm không được rồi. Mình đẩy sáng giờ được bao nhiêu lốc rồi hả cô? Dạ. Không biết là bao nhiêu lốc luôn hả cô? Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn mấy cô luôn. Chúc mấy cô sức khỏe luôn. Đây. Dạ. Đây, những hình ảnh thật sự là rất đẹp về đại lễ 18 tháng 5. Đó là điểm đặc trưng của bà con ở làng Hòa Hảo. Đó, những hình ảnh thật sự là rất là đẹp luôn. Rồi, mình tiếp tục đi dài theo những tuyến đường để quay cho bà con cô bác được cập nhật mới nhất về những hình ảnh của đại lễ 18 tháng 5 nha. Bạn nào chưa bấm đăng ký kênh cho Cao Tầng Vlog thì nhớ bấm đi, nhớ cho Cao Tầng Vlog một đăng ký kênh để ủng hộ và có tinh thần để đi quay những video mới nữa gửi đến bà con cô bác nha. Cao Tầng Vlog sẽ cập nhật liên tục những hình ảnh mới nhất về An Hòa Tự cũng như là đại lễ 18 tháng 5. Rồi, đến đây thì khu vực này kẹt xe luôn rồi. Giờ này thì giao thông chặn những cái xe lớn lại nghe bà con, không có cho di chuyển vô phía trong, sâu phía trong được, chỉ cho những cái chiếc xe gắn máy nhỏ đi vào bên trong thôi. Vì nếu cho những cái chiếc xe gắn máy lớn, cho những xe mô tô lớn vào thì sẽ kẹt xe phía trong, nên chỉ cho những chiếc xe gắn máy nhỏ đi vào thôi. Ngoài này thì có một cái chốt nha để chặn những cái xe lớn không cho vào nữa. Giờ này thì những cái tuyến đường dẫn vào trung tâm An Hòa Tự thì đều đầy xe hết rồi, những chiếc xe cái máy di chuyển rất là đông luôn. Đây, những chú này cũng từ thiện cho nước nè. Đây, hai bên đường thì bà con phát nước nè. Hello, chào em trai luôn. Rồi. Hello gia đình luôn, Cao Tùng Vlog. Tùng Vlog đúng không? Cao Tùng Vlog. Ôi. Rồi tới đây. Rồi. Ở đây bà con cô bác cũng đang phát nước nè. Sáng giờ phát được bao nhiêu thùng rồi? Dạ gần 200 lốc là có khoảng mấy ngàn chai. Vậy là mấy ngàn chai rồi. Còn chai đường là phát được bao nhiêu bọc rồi? Dạ, nhớ không? Biết không? Nhớ không? Rồi quay gia đình luôn. Dạ, để nó đậu xe lại quay gia đình luôn. Đó. Dạ đây nước sâm nước chanh miễn phí. Ui, nguyên một cái bảng luôn nè bà con. Sáng bắt đầu mình phát. Thường thường mỗi năm là mình phát đến mấy giờ mới kết thúc? Đầu giờ chiều. Cả khoảng chiều xế cả 3-4 giờ. Là ngày mai tôi phát tiếp tục nữa ha. Đúng rồi, ngày mai mình phát tiếp tục một ngày nữa. Rồi chúc gia đình mình sức khỏe nha. Rồi cảm ơn gia đình nhiều nha. Cao Tùng Vlog. Cao Tùng Vlog. Cao Tùng hả? Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đi đến An Hòa Tự luôn.
Giờ này là tầm khoảng 10 giờ trưa ngày 17 tháng 5 năm 2022. Thì Cơ Tông Vlog sẽ cập nhật liên tục những cái hình ảnh mới nhất về những cả quang cảnh của bà con đang cho nước cũng như là phát cơm miễn phí rất là nhiều luôn. Đó, phát cho đường luôn. Đó, chào gia đình luôn. Quá vui luôn nè. Rồi qua bên kia luôn. Quá tàn xe rồi. Giờ này quá xe luôn rồi. Đây là tới đâu rồi ta? Tới tới cắt nào rồi? Không hiểu không hay. Một hay hai, một hay hai. Hai hả? Dạ bên kia một đi hai. Ờ là hai bên luôn. Ai một ai hai đâu. Cho này một bên kia. Đi ba, đi ba. Chụp kia ba. Có dưa hấu luôn kìa. Con quá trời ơi. Sáng nãy bún riêu cháo luôn hết luôn. Dạ, sáng nãy bún riêu cháo luôn hả? Rồi đã dưa hấu rồi nè. Sáng nãy bún riêu luôn hả con? Dạ. Rồi đây cho nguyên một thùng luôn nè. Đó. Đi kiếm không biết ai đẩy tôm hùm Alaska có luôn hả? Có luôn hả? Đẩy đẻ con. Trong mấy giữa cua quá. Dạ rồi, vô chúc gia đình vui vẻ sức khỏe. Rồi. Đây, qua gia đình bên đây luôn. Rồi đi, hello. Hello, hello mấy cô. Rồi quá êm luôn đó, tặng luôn. Em lại chim trực tiếp luôn. Hát luôn bài luôn. Là đẩy nước rồi còn có hát karaoke miễn phí. Dạ hát luôn cô, hát luôn cô, rồi hát cô. Hát luôn, hát luôn. Hát bài gì? Hát bài em qua cầu cây đi. Rồi, hát luôn cô. Rồi chơi luôn. Rồi chơi luôn, chơi luôn. Vô rồi. Trúng tủ rồi. Rồi hát luôn, mở luôn con, em chờ con hát nè. Trời ơi, có nước uống miễn phí mà được nghe ca sĩ hát miễn phí nữa. Còn gì bằng. Rồi. Nếu mà con chúng ta chạy bên nào có con hát vô. Chúng ta chạy đậm 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 là hát vô. Ở trong đây mấy cô vẫn vô bọc liên tục. Ở đây tới 4-5 cô làm là liên tục luôn mà không kịp đó. Ăn luôn, ăn luôn. Trời ơi, bánh mì, bánh cơm, mít đủ rồi. Bánh mì. Bánh mì, mít. Hôm nay mình về quê, mình đi lễ mẹ cha tặng bà con bác ở ngoài, dù hay dở cũng có tình hạn. Dạ. Rồi cái đẹp ca sĩ đến từ Tây Ninh. Ờ, Tây Ninh từ Tây Ninh là một ca sĩ Hồng Hạnh. Ồ, ca sĩ Hồng Hạnh luôn. Ôi, quá trời, chạy qua tay coi. Đang đợi nhạc vô, con nhảy luôn, giờ nhảy luôn im mà nghe. Có minh họa luôn. Ôi quá hay rồi, ôi chớp chớp. Ôi rồi, gặp khán giả luôn rồi, gặp khán giả luôn rồi. Cô tặng dấu luôn rồi.
Dạ, dạ. Nửa bài đây rồi. Nửa bài đây rồi. Cho một tràng pháo tay cô ơi. Cho một tràng pháo tay liền. Rồi, cảm ơn con nhiều. Rồi, quá vui luôn. Rồi, chào gia đình luôn. Chạm gái luôn. Rồi, phía bên kia là những cái hình ảnh của bà con bên kia kìa. Hàng phát, phát dưa hấu mà nhảy luôn kìa. Đó, phát dưa hấu rồi nhảy luôn kìa. Dưa hấu luôn, dưa hấu luôn. Rồi, đẩy dưa hấu luôn. Để cho bà con đi. Đây, giùm cô, mấy cô trong đây cũng đẩy nước nè. Thật sự là những cái hình ảnh rất là đẹp về đại lễ 18 tháng 5 của bà con Hòa Hảo. Dạ, chào cô luôn. Dạ, dạ, quá vui hả con? Dạ. Cái này mình mua. À, mình mua để mình đãi cho bà con hả con? Đãi cho bà con. Dạ. Dạ. Gia đình mình mua là tất cả bao nhiêu ký? Mua 2 tấn. Dạ, 2 tấn luôn. Chỉ trong ngày 17 thôi đúng không cô? Không, ngày mai nữa. Dạ, là 2 ngày. Dạ. Rồi, dạ, rồi, chúc rồi. Cô với gia đình sức khỏe nha. Dạ, dạ, rồi. Thiện, rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn cô nhiều hả cô? Rồi. Ôi, 18 năm sau coi lại nhan gái. 18 năm sau coi lại hả? Dạ, lúc đó, rồi, bên kia mấy cô kia cũng ăn xẻ dưa hấu à. Đây, bên đây là. Rồi, chào chú luôn. Mình ra nó đá liên tục nữa chú. Dạ, đá liên tục, đây là tới ngày mới luôn. Dạ. Nước đá này mình cũng mà ai nội xin nhiêu cho hết trơn. Nước đá này là nước đá mình nhà hay là mình nước đá này mình mua cũng có mà tình thiện người ta cũng cho cũng có. Dạ. Này là mình mua nhiều người ta cho ít. Dạ. Cho có vài chục cây. Mua 200 cây. 200 cây luôn. Mua 200 ta cho 40 nữa. Dạ là 240 cây luôn. 240. Người ta cho không dạ. Cây từ thiện còn dạ. Cái này tôi hùng với nhau tôi mua dạ rồi cảm ơn chú luôn dạ chú mấy chú nhiều sức khỏe nha dạ đây cô chú dạ quay mấy cô sẽ dưa hấu luôn dạ đại lễ 18 tháng 5 này dưa hấu nè con đỏ luôn dạ. Ngon luôn quá ngon rồi hả cô rồi. Dạ quá im luôn. Dạ con ở Châu Thành. Châu Thành quay ha. Dạ. Châu lễ. Dạ. 2 ngày thôi. Dạ mình đãi mấy ngày con? 2 ngày. Dạ, hôm nay với ngày mai. Ngày nay. Dạ. Dưa hấu rồi chuối nha. Dạ. Dạ, quá tàn nước luôn rồi con. Dạ, quay mấy cô luôn. Dạ. Rồi chúc mấy cô sức khỏe luôn nha mấy cô. Dạ, để năm tới mình làm việc thiện nữa. Dạ 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 rồi. Dạ được rồi con nãy giờ đi nhiều chỗ lắm rồi. Dạ dạ để bà con đi con. Dạ để bà con đi. Rồi tạm biệt gia đình luôn, tạm biệt gia đình luôn. Dạ đây. Rồi mình sẽ tiếp tục di chuyển trên những cái con đường dài đến An Hòa Tự luôn. Bà con nhớ vào đăng ký kênh Cao Tùng Vlog để theo dõi liên tục. Mình sẽ cập nhật liên tục những hình ảnh mới nhất về những hình ảnh đại lễ của 18 tháng 5 nha bà con. Rồi ở đây mình đẩy bún riêu miễn phí luôn. Đó bà con ơi. Ngon không chị? Ngon không? Ngon chị? Dạ ngon ha. Đây đẩy bún miễn phí luôn. Đó, bún riêu miễn phí. Đó, nguyên một cái nồi luôn, hai nồi nước luôn. Dạ mấy con Châu Thành. Dạ con đi dạy dạy trên đường này quá trời vui rồi. Dạ quá vui luôn rồi. Hồi đó chưa có đi lần nào chưa? Dạ dạ. Có cũng có. Vậy hả? Dạ. Dạ. Năm nay thật sự là quá vui luôn rồi. Dạ, bà hai. Quá dạ. À, năm ngoái dịch không có tổ chức. Đây mình đây là. Dạ bún riêu đây. Dạ chào bà hai luôn. Đầu bếp. Ngày mai mình có đãi luôn chị hai. Nghĩ giờ thì tính mệt không đeo biết nghĩ. Chị đãi bữa ngày 17 thôi nha. Dạ. Rồi, chúc gia đình sức khỏe nha. Rồi, tạm biệt gia đình luôn. Dạ. Dạ. Quá vui luôn. Rồi, đi qua bên chỗ nước uống miễn phí luôn. Đây. Rồi, hello gia đình luôn. Hello gia đình luôn. Ồ, bên đây rải nước miễn phí luôn hả? Dạ. Ồ, lông luôn nè. Để cho. Ồ, chậu lông luôn. Mèn đét ơi. Xanh nha. Đã biết lâu nữa rồi. Quá vui rồi.
thật sự là những hình ảnh rất là đẹp về đại lễ 18 tháng 5 của bà con làng Hòa Hảo. Chào gia đình nha. Rồi, chào mẹ gia đình luôn. Đây bên đây thì mấy cô cũng đẩy đẩy bánh mì. Dạ chào mấy cô luôn, chào anh luôn. Mì chả lụa tương. Nói chung là bà con hoàn toàn là đẩy tương hết. Dạ. Rồi. Dạ, con được rồi. Để đẩy bà con đi con. Dạ. Dạ. Dạ nữa. Thật sự là khi mình không thấy và không nhận được luôn á. Bà con rất là nhiệt tình luôn. Chuyện xả cho. Dạ. Chào luôn. Dạ. Dạ dạ. Chuyện lên coi kênh Bước Chân Miền Tây nha. Bước Chân Miền Tây không? Đừng bỏ Cao Tùng Vlog nha. Bước Chân Miền Tây á. Dạ. Ok, Bước Chân Miền Tây. Cao Tùng Vlog nha. Ồ, phía trong này, này thì mấy cô đang đẩy nguyên một cái những cái lốc nước để phía trước nè. Đó, mấy cô đang làm trong đây luôn. Rồi, cho em vô làm tiếp đi coi. Đây là dòng bánh mì. Đây, mấy cô đông vui quá trời nè. Quá vui luôn. Này chắc nguyên sớm mình luôn hả mấy cô? Dạ, khắp mọi nơi sớm luôn. Đây, quá nhiều bà con đang làm bánh mì luôn. Đó thì làm sớm. Chung sớm của mình luôn hả con? Cũng có giờ cô về ở nơi khác nè, cô ở bên Đồng Tháp nè, là Dung. Cô ở Lai Dung hả? Dạ, con ở gần đây. Vậy là cô có quen với mấy cô trong đây không? Dạ. Cũng người thân hay người nhà ha. Dạ dạ, rồi chúc gia đình sức khỏe nha. Dạ, chúc mấy cô sức khỏe. Rồi, tạm biệt gia đình luôn. Năm tới mình làm nữa. Vui như là ăn Tết. Quá vui luôn. Đi là... lên Cao Tùng Vlog. Dạ. Rồi mình sẽ tiếp tục di chuyển trên những cái con đường, những cái tuyến đường đi vào An Hòa Tự nha bà con. Thật sự là nãy giờ mình đi khoảng tầm gần 3 cây số rồi mà những cái hình ảnh, những cái lượt đẩy của bà con đẩy nước uống rồi đồ ăn miễn phí rất là nhiều luôn. Đây nè, bên đây cũng có nữa nè. Thật sự là trải dài nhiều cây số luôn á bà con. Đây bên đây gia đình cũng đẩy nước nè. Hầu như là những cái con đường dẫn vào An Hòa Tự là bà con đẩy nước rồi đẩy đồ ăn rất là nhiều luôn. Giữ xe không có miễn phí nha bà con. Giữ xe là không biết giá như thế nào à. Rồi hôm nay là ngày 17 rồi. Khi mà đến với gần đến An Hòa Tự thì bắt đầu là bà con sẽ không có cho xe vào nữa nha. Bắt đầu mình sẽ gửi xe ở khu vực phía ngoài này. Mấy anh giao thông sẽ chặn xe lại để điều tiết giao thông phía trong. Ở đây là một cái đến thị trấn Phú Mỹ rồi. Hiện tại là xe đã chặn ở thị trấn Phú Mỹ nha bà con. Đến cái ngã ba thì không có cho xe vào được nữa. Mấy chiếc xe của mấy cô kìa. Đây ở khu vực này thì một cái bãi giữ xe nha, quá đông luôn rồi. Ở đây có mấy cô cho nước miễn phí luôn, tặng nước miễn phí luôn hả cô? Dạ dạ, dạ được rồi, để tại đẩy bà con đi cô. Dạ 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 được. Trời ơi thật sự là dạ chị bữa nay không đi làm sao đi quay, bữa nay nghỉ rồi. Phát nước sáng giờ, ủa bữa nay nghỉ sao? Bữa nay làm bữa nghiên bữa đó. Làm bữa nghiên bữa. Sáng giờ đẩy được bao nhiêu lốc nước rồi? Không biết mấy nghe mấy trăm lốc. Mấy trăm lốc à? Dự định là đẩy bao lâu rồi mình mới nghỉ? Dự định là mình đẩy bao lâu mình nghỉ? Chừng nào hết rồi nghỉ à? Hết nghỉ à? Còn nhiều lắm, chở xe tải mình lắm. Bên kia một nguyên xe tải luôn ha. Rồi cảm ơn, tạm biệt luôn. Xe không, đi xe không? Gặp người quen, chị đó là người quen của mình. Hôm nay không đi làm rồi, ở đây để đẩy cũng đẩy nước để phục vụ cho bà con. Dạ. Dạ, cảm ơn cô nha. Dạ, chúc cô sức khỏe để năm tới mình làm tiếp tục làm từ thiện nữa. Dạ. Thật sự là những hình ảnh
rất là đẹp về đại lễ 18 tháng 5 của bà con làng Hòa Hảo. Đây đây là cái khu vực ngã ba nha. Đây bên đây cũng đãi nước miễn phí luôn. Miễn phí luôn, miễn phí luôn. Đây ở đây thì có một cái chốt của mấy anh giữ an ninh này, không có cho xe vào di chuyển vào phía trong được. Bây giờ này quá đông rồi. Đây, ở đây có một cái chốt giao thông nha, cái ngay chỗ thị trấn Phú Mỹ. Rồi mình sẽ di chuyển vào bên trong nha, để quay những hình ảnh này, cập nhật những hình ảnh mới nhất để gửi đến bà con cô bác nha. Rồi ghé đây mua một cái nón luôn, giá bao nhiêu một cái anh? 20 cái kết à. 20.000 một cái kết, đủ màu luôn đúng không? Quá nắng rồi. Rồi mua một cái kết luôn mới được, quá nắng rồi. 20 cái kết 20.000 một cái kết, quá rẻ luôn rồi. Rồi lấy em một cái đi. Giờ 20 cái luôn hả? 20 cái có giảm giá không? Không có giảm, trời nói nghe lời. Rồi lấy cho em cái luôn. Bây giờ mình mặc áo màu đen, mình đội nón màu đen luôn cho hợp luôn anh. Hợp luôn. Rồi lấy em cái nón này, em đội luôn. Quá nắng rồi. Quá nắng rồi. Rồi bên đây có một cái chỗ để bún với cơm miễn phí luôn. Cơm nhà mấy em trai luôn. Rồi, cơm sườn luôn hả? Cơm sườn luôn em. Dạ cơm tương. Rồi cơm tương nha. Có cơm sườn mà sườn tương phải không? Dạ. Tôm tảng luôn. Thịt tôm tảng. Ôi, ghê hả? Mày ghét coi. Rồi, tao về gia đình luôn. Đây là mình đãi cơm với bún. Cơm với bún miễn phí. Có như ảnh tôm tảng luôn. Có mình mời khách có hấp dẫn luôn, mời vô cơm sườn miễn phí, cơm sườn miễn phí. Dạ được. Dạ được, để đẩy bà con đi chú ơi. Dạ. Đi là khỏi sợ đói. Dạ. Đấy cơm mình mang đây là có đói. Chị ơi, dùng cơm chị ơi. Trời ơi, nó gào quá tàn cái giọng hay luôn rồi. Rồi. Hello luôn, hello luôn. Kìa đẩy sò miễn phí luôn kìa anh bước chồng đây. Để sầu miễn phí luôn kìa, sầu miễn phí luôn em chạy. Đi từ lúc 9 giờ sáng mà mình nhây ngoài kia giờ này gần hơn 10 rồi. Hơn 10 giờ rồi. Nhưng mà mình đi vào này để mình có rất là ngay giờ này là cái giờ thì cù băng tỏi tỏi miễn phí luôn mấy cô. Tỏi miễn phí luôn hả? Miễn phí nhiêu một ký? Miễn phí 30 ngàn. Miễn phí 30 ngàn có sớm à. Miễn phí. Lên hình mất cả. Nói ngon vô hỏi giao miễn phí không? Ê, nói anh trong nói rồi miễn phí luôn kìa. Giao này là miễn phí. Miễn phí luôn hả chú? Miễn phí luôn đó. Bao giờ miễn phí kìa. Dạ, shipper. Shipper giao hàng đúng không? Cái này thì hơn 10 giờ rưỡi rồi. Cái này thì trời cũng rất là nắng luôn. Phía ngoài giờ này ngơi bà con rồi. Clip này thì coi Tùng Vlog muốn đi hơi trưa khoảng tầm 9-10 giờ. Giờ đó thì bà con cô bác cũng bắt đầu cũng đói rồi. Nên để ghé vào những cái khu vực ăn uống của bà con. Nên mình muốn gửi đến những hình ảnh cảnh đãi cơm của bà con. Hello. Đi quảng cáo quá trời luôn. Bữa nay anh bước trong miền Tây quảng cáo quá trời bà con ơi. Đó. Đây là một số hình ảnh của bà con bán hàng rong ở hai bên đường gần khu vực An Hòa Tự.
Thực sự là những cái hình ảnh đây này, cái này bán quần áo à. Thực sự là cao tầng vlog muốn đi hơi chưa chưa để gửi đến bà con cô bác những hình ảnh rất là đẹp về đại lễ 18 tháng 5, đó là những buổi cơm trưa nghĩa tình của bà con hai bên đường để đẩy cho bà con cũng như là du khách đến với An Hòa Tự cũng như là Tổ Đình dự đại lễ 18 tháng 5. Đây, gắn giáp rồi, gắn giáp rồi chú, gắn giáp rồi. Gắn giáp tao phải là, dạ. Đây tao phải tao chiều luôn. Tao chiều luôn hả? Gắn tao chiều luôn. Dạ. Rồi, chú ơi. Rồi mấy cô đồng đạo đi nè. Đây bán quý. Đây là những hình ảnh mới nhất về cảnh đại lễ 18 tháng 5 ngày 17 tháng 6 năm 2022. Ở bữa nay có bán nước tương nữa kìa. Rồi. Đó là cái công ty là được hình thành cách đây hơn. Gặp nữa hả? Cái này là miễn phí hả? Miễn phí hả? Chơi nó vô cho em bán gì? Mình cứ yên tâm và sử dụng trải nghiệm. Hả, bán gì? Quý cô chú anh chị. Bán nước tương. Nước tương. Rồi nãy giờ nước uống nước ngọt miễn phí, bây giờ. Giờ có nước tương hả? Có thử miễn phí cho anh đưa này vô thử nước tương. Rồi tối ngày anh này chơi mình không à. Gì chị? Kính mời toàn thể quý cô chú anh chị. Nước tương miễn phí à? Cái này là nước tương của mình nha. Cái này là chị sẽ làm món cùng với gia vị của nhà hàng Ly Công Ki của chị. Tất cả các món này tại Ly Công Ki luôn được cô. Ly Công Ki. Đây là đến Ly Công Ki. Hàn Quốc hả chị? Đến cho quý cô chú anh chị. Hàng nhập khẩu từ Malaysia. Malaysia. Ly Công Ki ạ. Dạ. Đây quay em gái giới thiệu luôn. Hết gơ hả? Hết gơ. Tưởng đâu có nước tương miễn phí cho anh này xin chai. Cho một tép rồi đòi hỏi hoài à. Cho anh này tặng anh chai nè. Đón toàn thể quý cô chú anh chị đang có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Anh là rất là vui luôn. Anh là rất là vui mà. Không, nếu mà từ trăm người ta có thể tra ký hiệu phải biết được anh ở đâu. Ở đây nguyên một cái núi dép luôn. Đây còn vài bước nữa thì mình đến với An Hòa Tự rồi. Đây là đây ở gần khu vực An Hòa Tự thì giờ này cũng còn rất là đông bà con đi luôn nè. Giờ này gần 11 giờ bà con. Đây là những hình ảnh mới nhất về đại lễ 18 tháng 5. Giờ này thì cũng còn rất là đông bà con nhưng mà ít hơn so với khi mà tầm khoảng 4-5 giờ chiều á, thì bà con đi dự lễ rất là đông. Đây khu vực này là đông nhất ở An Hòa Tự nè. Đây những cái chạy cơm thì hầu như là chặt cứng luôn. Đây là cái cổng chính đi vào An Hòa Tự nè. Rồi đây là cái chạy cơm số 4. Mấy clip trước thì Cao Tầng Vlog chưa có quay chạy cơm. Thì có clip này Cao Tầng Vlog sẽ vào quay phía trong những hình ảnh ở trong chạy cơm nha, cho bà con thấy được những cái hình ảnh mới nhất về đại lễ 18 tháng 5 luôn. Quá đông luôn, cái đường đi vào thì giờ này phải chen vô mới được.
ở phía trên thì có những cái dây phun sương luôn đó bà con, nhưng mà thực sự là giờ này quá nắng rồi. Trời ơi, quá đông luôn rồi bà con ơi, phía trong chỗ khu vực đại cơm số 4, chạy số 4 đông cực kỳ luôn. Đây đây là chỗ những cái món ăn để mình vào mình quay cái những cái món ăn cho bà con luôn. Hôm nay là ngày 17 rồi, không biết là bà con gãy món gì đó. Khi mà đến với khu vực ăn thì mình thích nhất là cái món xả, mà xả ớt. Đó, đây. Bữa nay có món gì mới không cô? Dạ, bữa nay con thấy nhiều món hơn mọi bữa nè cô. Dạ. Nhiều món mới lắm đó cậu. Dạ, nhiều món mới hả bà hai? Dạ. Cô ở đâu cô? Gạch Giá Kiên Giang. Dạ, Gạch Giá Kiên Giang. Năm nào cũng về dự đại lễ của ông hả cô? Dạ. Rồi, cảm ơn cô luôn. Dạ, chúc cô sức khỏe luôn. Dạ. Để năm tới đi nữa. Rồi, cái món hủ qua xào ngon hả cô? Dạ. Đây là quá là nhiều món rồi. Vô đi mấy cô, vô đi mấy cô. Dạ. Để con quay mấy cái món ăn để gửi đến bà con cô bác gần xa. Ai nào ở đâu ngay bên tiền bên cơm, cô này bên cơm. Mặt tiền nên đắt khách nhất. Rồi đây trong đúng nhất ha bà hai. Ở trong kia cũng có mấy cô đồ ăn nữa, mà không bằng ở khu vực này. Rồi con đi luôn bà hai ơi, đi luôn chị ơi. Dạ. Cô này bới cơm. Thật sự là giờ này quá đông rồi. Thì những cái món ăn càng ngày thì càng có nhiều món của bà con đến để nói chung là những cái khẩu phần ăn thì thường là bà con đồng đạo ở xa đến để cho bà con cô bác làm. Để đẩy những cái khách thập phương cũng như là bà con đồng đạo đây phía trong nè. Rồi mình sẽ chở ra khu vực ăn hòa tự nha bà con. Dạ, cô này đẩy nước thuốc luôn. Dạ. Nước sâm hả cô? Nước năm thứ thuốc của thầy. Dạ, nước năm thứ thuốc của thầy. Dạ. Dạ, uống mát quá hả cô? Thật sự là hơi nóng. Quá nóng luôn cô. Dạ. Rồi, chúc cô sức khỏe luôn cô ơi. Dạ, con đi luôn. Rồi, mình sau khi chia tay chạy cơm số 4 thì mình sẽ cập nhật những cái hình ảnh phía trước ăn hòa tự nha. Ở đây là để món gì em chơi? Ôi, hoành thánh miễn phí luôn, ngon quá. Hoành thánh miễn phí hả? Ủa, nóng hổi luôn nè. Dạ. Mới chiên xong chú ơi. Đây. Em gái chú ơi. Em gái, nặng gái. Còn hai người. Miễn phí luôn, miễn phí luôn. Bánh hoành thánh miễn phí chú. Đây, đãi bà con. Đãi cho bà con luôn. Mọi người chỉ lấy một người muốn ăn thôi. Cà phê bên đây lịch sự quá con. Ngồi trong đây đẩy cà phê luôn hả? Dạ. Hello, chào em gái. Hello, 30.000 người xem. 30.000 người xem hả? Cà phê Trung Nguyên hả? Cà phê Trung Nguyên không? Rồi, đẩy cà phê luôn. Cà phê Phú Tăng. Cà phê Phú Tăng. Cà phê Phú Tăng. Nó từ sớm mấy cây một. Cà phê miễn phí. Thực sự là Cao Tùng Vlog khi mà đi từ khu vực phía ngoài vào trong em rất là nhiều cái món mới, nói chung là món mới đó với mình. Ngon không đó là cà phê. Thơm uống vô cái đã ghiền. Nay cô đi chùa thầy cô mới được dịp uống như vậy. Dạ. Giá đại của hồi hướng công đức cho các đệ và các đồng bào và cô bác. Dạ. Cô ở đâu? Cô ở đâu? Cô ở tỉnh Giang rồi, tỉnh Giang Gò Công. Dạ, tới ngoài Gò Công hả cô? Chúc cô sức khỏe nha. Dạ.
Dạ, chúc cô sức khỏe luôn. Chúc em sức khỏe nha. Rồi, tạm biệt mấy em luôn. Dạ. Rồi. Mai mấy em còn phát nữa không? Dạ còn. Rồi, mai gặp lại nữa nha. Mai lên quay nữa. Mai quay qua khách luôn rồi. Rồi, tạm biệt mấy em nha. Ok. Rồi. Nhớ vô Cao Tùng Vlog ủng hộ nha. Cao Tùng Vlog. Đũa. Còn mấy sạp quần áo đông quá luôn. Cô này cho thuốc nam từ thiện luôn. Con cho con xem một tí xíu con. Cái này là thuốc này chỉ gì cô? Cái này chỉ cảm ho luôn. Dạ cảm ho hả cô? Lá bưởi, bông trang hay bông thọ để xe so viên chỉ cảm hả con? Dạ xe lại hành viên. Còn bên đây là chỉ gì cô? Mật ong nghệ đen. Chị bao tử hả cô? Chị bao tử. Dạ cái này chị bao tử. Dạ cái này là bài, cái này là thuốc ba bài của thầy quý con. Cái này là mình phát miễn phí hả cô? Dạ miễn phí. Dạ. Đây thuốc chị bao tử nè. Thì hoàn toàn làm những cái vị thuốc nam nha. Thuốc nam. Hoàn toàn làm những cái tự vị thuốc nam. Rồi tạm biệt mấy cô luôn. Lên đài luôn hả con? Ba bà này nè, giờ chồng bỏ ra. Đây, trở lại với chỗ phát nước cũ mình quay nè. Cho em vô quay. mới quay. Rồi. bữa nay đổi món rồi. Bữa nay đổi món cho đường em. mấy cô mới vậy nè, lạ nè. Mấy cô mới rồi. Ở phía trong này như mấy cô cũ nè. Bữa nay đổi thêm một cái món bánh lọt nữa cô. Dạ bữa nay thêm món mới nữa, bánh lọt. Vô đi anh. Cái này thì quá đông rồi. Cao Tùng Vlog vô đây quay như là cũng ba lần bốn lần rồi đó. Mỗi ngày là một cái món mới lạ đến với khu vực này. Khu vực này thì bà con luôn đổi món liên tục. Ở trong đây là đá chanh hả chị? Dạ đúng rồi. Dạ, trong đây là đá chanh. Trà chanh hả chị? Rồi mình đi ra khu vực phía ngoài nha. Sao không đi cái ông này? Ôi ôi bánh lọt, đã bánh lọt luôn nè. Đây ở ngoài đường thì những cái hình ảnh hiện tại giờ này tầm khoảng 11 giờ trưa đó bà con. Nhưng dù do trời rất là nắng luôn nhưng mà lượng bà con vẫn đổ xô về An Hòa Tự để dự đại lễ 18 tháng 5 rất là đông luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến vào khu vực phía trong An Hòa Tự nha bà con. Giờ này cũng quá đông luôn rồi. Đây cái đường đi vào nè. Bà con khắp nơi đổ về An Hòa Tự để dự lễ 18 tháng 5. Thank you.
cho là mát mát đường hầu như là những cái chạy cơm đều rất là đông bà con đến dùng luôn. Phía trong này không biết có chỗ ngồi hay không nữa. Cơm đây chặt cứng luôn rồi, hầu như là hình như là mình thấy quá tải luôn á, không còn một chỗ trống luôn. Đây, cái hoàn cảnh ở phía trên chạy cơm nè. Giờ này quá đông luôn rồi. Như là những cái bàn ngoan đều chặt cứng hết luôn rồi. Hello, hello, hello. Còn mấy em gái là đến từ đâu? Mấy em gái đến từ đâu? Em đến từ đâu? Đồng Tháp hả? Rồi tạm biệt mấy em luôn. Rồi mình bây giờ mình sẽ đi vào cái chỗ bắt cơm của bà con nha. Phía trong cái chỗ bắt cơm này quá đông luôn rồi. Hầu như là từ cái rất là nhiều những cái đoàn từ các tỉnh khác đi vào nữa chứ không phải là của khu vực An Giang không. Đồng Tháp, Tây Ninh, rất là nhiều những cái tỉnh phía ngoài luôn. Đến dự đại lễ. Đây. Trong đây là đồ ăn. Cái này mới nấu luôn nha, ngon lắm hỏi luôn. Dạ không kịp nữa không ai. Không kịp nấu luôn rồi chứ. Không kịp nấu luôn. Không kịp nấu luôn là vừa nấu ăn luôn. Vừa xúc ra là cho ăn luôn ha. Là hết rồi. Ừ. Cái này là có là mì gói ăn liền nữa. Ừ, không mì gói ăn liền luôn. Mì gói ăn liền. Xem nó khỏi em con. Nó thơm quá thơm. Hủ mình xào với đậu phụ nè, với xả nhất hạng luôn. Nhất hạng luôn. Ăn nhất nách luôn chú. Nhất hạng ăn nhất nách luôn. Chú mấy ngày rồi, chú phụ được mấy ngày rồi? Mùng 10 tới 2 luôn. Rồi. Không phải mấy tô tổ, tô tổ trưởng nha. Trời à, nhóm tổ trưởng nấu ăn nha. Dạ. Rồi, chúc hai chú sức khỏe nha. Dạ. Việc thiện nha. Dạ. Rồi, cảm ơn mấy chú luôn. Dạ. Dạ dạ. Dạ dạ. Ở đây là mấy cô đây giờ này thì mấy cô đang gọt gọt cà, giờ bên này mấy cô đang gọt cà kìa. Sáng mà đi lên đây bằng cái gì? Máy nó kêu bằng máy gì vậy?
Dạ máy quay. Máy quay, máy quay. Dạ. Dạ em cao tầm mấy lóc. Dạ. Sớm giờ ngoại gọt được bao nhiêu trái ở ngoại? Dạ, không nhớ đâu ngoại. Dạ. Có ai giọt điếm không biết. Nói lên. Dạ. Rồi tạm biệt ngoại nha, chúc ngoại nhiều sức khỏe ngoại. Đây dạy trong kia kìa, mấy cô mà quá tàn, mấy cô gọt luôn kìa. Ở đây thì gọt những cái trái cà, ở trong kia thì cũng gọt những cái trái cây khác nữa, rất là nhiều luôn. Hầu như là bà con ở khắp nơi từ các tỉnh phía ngoài đổ về đây để mừng đại lễ cũng như là tiếp giúp cho chùa An Hòa Tự những cái được cái gì thì bà con giúp cái đó. Ôi, quá vui luôn, hello mấy cô luôn. Trời ơi con thấy cái sọt có khoảng 5 phút là đầy luôn rồi đó. Quá nhanh luôn rồi. Dạ. Cho một chỗ cho bạn con vô cô. Cho một chỗ bạn con vô qua vô gọt tiếp luôn cô. Dạ dạ con đi vô luôn. Dạ dạ dạ. Quá vui luôn rồi. Trong đây mấy cô gọt dưới leo. Rồi, bên đây là mấy cô cũng đang gọt dưa leo. Chào mấy cô. Dạ. Sáng giờ mình gọt được bao nhiêu sọt này à cô? 10 sọt hả? Mày để ra con thấy vô để ra khoảng 5 phút là đầy luôn rồi đó. Dạ. Dạ. Mấy cô giúp được mấy bữa mấy cô? Mình đến mới ngày đầu á. Dạ. Dạ. Dạ trả tiền nha. Dạ. Con lăn xe với cô luôn nè. Dạ con lăn xe với cô luôn, trả như vậy cô. Mấy cô này quá vui luôn rồi. Dạ. Rồi lấy cái sọt luôn. Gần đầy luôn rồi nè. Rồi. Dạ. Nói rồi. Đội này quá dữ rồi. Rồi tạm biệt mấy cô nha, chúc mấy cô sức khỏe nha, năm tới đi từ thiện nữa. Dạ dạ. Mẹ ơi, đưa 100.000 luôn hả cô? Dạ hết trơn đây chắc cũng nhiều à. Dạ. Rồi tạm biệt mấy chị nha. Dạ dạ. Quá trời mấy chị vui luôn rồi. Rồi bên đây còn một cái đội bên đây đang gọt nè, không biết chiến đấu như thế nào bên đây nè. Ô này ngồi giữa chắc là đội trưởng đó à. Đội trưởng đó chị. Thế chị ngồi ở khu vực cấm địa 16-50 chắc là đội trưởng. À, đâu chị đâu xếp chị muốn quan sát con nè. Sao bữa nay vô một cà quay phim được rồi, vô một cà quay đến từ đâu đội trưởng? Ơi, mình đến từ đâu? Mình đến từ đâu? Đến từ Lâm Xuyên. Dạ, vậy là An Giang mình luôn. Tiếp được mấy bữa rồi chị? Mấy bữa qua đâu là dữ hả? Dạ, thấy rất là đặc biệt luôn, đang ngồi em khu vực cấm điện. Mình cũng quay phim lộn nón lên. Dạ, lộn nón lên đó không ai? Để nón hết cái mặt không có đẹp. Dạ. Dạ. Sức khỏe nha. Dạ. Rồi, chào. Dạ em bước chân người ta bên đây. Con thì cao tùng với lóc. Đi tiếp hai chú. Rồi mấy chú bên đây nè. Mấy chú bên đây thì lo hậu cần cơm nước bên phía bên đây. Chú nấu cơm ở đây là đây. Rồi, thật sự là khi mà mình đến cái khu vực này thật sự là rất là nóng luôn á. Mình đứng ở đây khoảng cách khoảng 3 mét đó
mà rất là nóng. Không chỉ là mấy chú đứng ở bên trên kia, thật sự là nóng dữ dằn luôn. Những hình ảnh thật sự là rất là quý luôn. Quá nóng luôn, mình đứng khoảng 3 mét đó mà cái sức nóng lan ra phía ngoài mình là chịu cũng không nổi luôn á. Nhưng mà mấy chú vẫn ở phía trên kìa, tôi trộn những cái thùng cơm lên, đó là những cái nồi cơm đó, quá nóng luôn. Quá nóng luôn rồi, con đứng phía ngoài cách 3 mét mà đứng không nổi luôn. Quá lẹn rồi. Cái này là giống như là mình động dây sắt rồi đó chú. Mình luyện mình động dây sắt. Dạ. Chịu hết nổi rồi, con chịu hết nổi rồi. Nãy giờ con đứng mấy mét là mà chịu không nổi luôn á. Rồi mình đi vô phía trong luôn. Đó, quay mấy cô gọt ở trong đây luôn. Dạ. Dạ cho lên phim luôn mấy cô ơi. Dạ. Dạ, chào mấy cô. Đây là khu vực vui nhất của ngày lễ nè. Dạ con Cao Tùng Vlog. Thích Cao miền Tây hả? Dạ. Bữa nay thấy mày phải không? Dạ. Không có thấy mặt nghe nói chuyện không mà. Dạ. Quá tờ vậy. Có coi luôn hả bà hai? Dạ. Dạ, chúc mấy cô mấy gì sức khỏe nhiều nha. Dạ. Bữa nay được lên phim luôn rồi. Dạ. Rồi quay mấy cô bên đây luôn. Cô nói là Bảo Tàng Bước Chân Miền Tây nổi tiếng rồi. Đây mấy cô bên đây. Ở đâu? Dạ. Ở đây luôn. Dạ ở đây luôn. Hỏi lẹ quá là có hết rồi. Nhưng mà ở Giang cô ở đâu? Giống mình cô ở đây. Cô cũng ở đây luôn rồi giống con luôn rồi. Cô ở đây. Dạ. Thật sự là những cái hình ảnh mà làm cho cô Tùng Vlog rất là cảm động luôn. Mấy cô ở trên đây sức nóng, thật sự là rất là nóng luôn mấy cô. Dạ, ở đây cũng hầm lắm luôn nè. Ráng đi cô ơi, mai ngày nữa. Mai ngày nữa xong rồi cô ơi. Dạ. Lên một tiếng rồi đó các bạn đó. Lên một tiếng rồi các bạn. Dạ, cảm ơn mấy cô. Dạ. Chào cô Áo Hồng bên kia luôn. Cô mới đưa hai ngón tay kìa. Áo Hồng là gái của cô đó. Dạ, con gái cô á. Trời ơi. Rồi, con chào. Đây, quay mấy cô kia bên đây luôn. Dạ, bước chân miền Tây. Dạ. Mấy bữa rồi. Mấy bữa rồi. Bữa lên TV hết trơn. Bữa nào lên TV hết trơn. Dạ. Có coi hết trơn. Có coi hết luôn á. Đẹp. Không, hình như là ở khu ngoài kia con quay hơi bị tối. Dù này bữa nay thấy sáng đẹp gái hơn nè. Clip này đẹp hơn mấy clip kia. Vì là tối nay nhớ về coi nữa. Mấy giờ? Dạ. 6 giờ không? Chiều heo nhanh còn lên trong buổi trưa luôn. Không, mà tới chiều mới về không. Dạ, chiều coi con, chiều coi. Về con làm liên tục lần rảnh này chiều cũng phải quay, con quay nữa. Hôm nay con vòng vòng đây con quay liên tục luôn á. Dạ. Rồi đi tới chiều mới về. Dạ. Chiều mới quên mới được. Dạ, dạ. Rồi bên đây luôn. Dạ con Cao Tùng Vlog. Cao Tùng đi chung. Đi chung với anh Bước Chân Miền Tây đó cô. Dạ. Có anh Gốc nữa, anh Gốc dạ. Ở nhà. Đây vậy. Con là Gốc đây. Thằng em, thằng em của con mới dẫn theo. Dạ dạ rồi, dạ chúc cô sức khỏe luôn cô. Dạ dạ rồi. Dạ con cảm ơn cô nhiều. Dạ dạ. Rồi, bây giờ mình sẽ đi ra khu vực phía ngoài nha bà con. Ở đây thì người ta không có cho quay phim nữa nên mình sẽ ra khu vực phía ngoài. Rồi, phía đây là cái khu vực nhà ăn phía trên nè. Giờ này thì càng ngày càng đông bà con đến để dự đại lễ, rất là đông luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi những hình ảnh khu hậu cần phía trong cũng như là những hình ảnh ở chỗ chạy cơm cũng là lời nói kết thúc chia tay video này. Chúc bà con xem clip thật là vui và nhớ đừng quên để lại một đăng ký kênh cho Cao Tùng Vlog để xem những video tiếp theo. Rồi tạm biệt và hẹn gặp lại. Giờ này thì bà con cũng vào lũ lượt luôn, rất là đông luôn.